Đồ, chắc chắn luôn, có Mota rồi không có Tornado. Fizzy. Yeah, exactly. I just wanna be happy, happy tonight. Four game in rows. We go kicking off our grand championship. Movie top of your screen, Muhammad Light at the bottom. Your Clash Royale League World Championship starts. Right, what the 50-50. Third time Muhammad Light has done that today. 50-50. But if someone can play my deck, if someone play my deck, I suppose is the him. Okay, by the workmaker Zappy, workmaker boom. Real. Mega, oh, Prince and Mega Knight for sure. Oh. Just to know the Megan Muhammad Slang, he keep this play this deck the last game Muzi he using. He use this deck. Muzi đẹp trai hơn, thân mình cũng vậy thôi, đẹp trai là cứ đẹp trai. Ui no way, no, no. Muzi. Oh no, outside call. How cycle? He lost too much ace. And listen. What a crazy way to open it. Andrew, I'm a drill spammer. Everybody knows I talk about it a lot. Drill has not been very successful at this world final. No, you know, we saw a ton of it on day number one, and it was maybe split down the middle or much closer than we've seen in days two and three. It seems our competitors have kind of locked down that drill, figured out the best ways to defend. Tuy nhiên thì cái deck của Mola Headline anh ta chỉ có ngoài Miner có thể vào chụp trụ thôi, còn Workbreaker thì khó. Thì mình nghĩ là Muji nếu mà cân bằng được game thì có thể ăn được. Này giáp. Thì Arrow với giáp thì cũng Arrow Grab Miner. Thì cũng không nên sử dụng Grab để defend Miner. Đó là một con dao, đó là một cái bài hơi khó. Workbreaker, Arrows, perfect. Musketeer, đây không phải Musketeer, thời điểm này sử dụng Musketeer là quá hợp lý luôn, quá lãi luôn. Arrow, à vừa dùng Arrow rồi thì dùng Guard hợp lý. Thì dùng Sơn vừa rồi đã dùng Arrow để cho Workbreaker rồi. Workbreaker, one hit. Ủa, chắc Mohamed Salah anh ta cũng mới nổ con tim anh em ạ. Bởi vì anh ta đang bất lợi thế hơn một chút. Bởi vì là anh ta là ở nhánh thua đi lên, vì anh ta cần phải thắng hai game liên tiếp để muốn trở thành trung và thành vô địch. This defense specifically, you saw a big time spend by Mugi in both lanes. So the last guy for sure, Fireball. The wall breakers and create a bit of a counter push. Minute 40 remaining here in sudden death overtime. Mohamed lại anh ta không dám dùng Arrow cơ, không dám dùng Arrow cho con Bomber. Just là rất cao, giáp đi. Musketi đã bắn được vào gas rồi. Funky. Good. Nãy giờ đúng là Muji anh ta chỉ mất một chút đam thôi, một chút nào. Một phút nữa. Nhưng mà máu chênh lệch như thế này thì rất là một bài toán khó để cho Muji. Funky bắt lỗi Miner. Hai lần bắt đều lỗi rồi. Phải Fritz nhảy vào đi. Mohamed Salah anh ta không dám đặt Mega Knight nữa cơ. Bây giờ Mega thời điểm Mega Knight bắt được cả Van Key nữa. Rất tốt. Bomber. Bomby một hit. Tuy nhiên thì lượng máu bây giờ lại cần quá nhiều rồi. Arrow thôi. Mình đã nói rồi. Đừng dùng Arrow. Đừng dùng Gat để defend Arrow. Để dùng Gat để defend Miner. Van Key đập fail vậy, Van Key còn không chết Musketi nữa cơ. Thua. Game này, thua. Musketi. Good game.
Incredible zap plus arrows. Take game number one. To sending this to our super grand finals. Mookie not loving what he's seen, but he does. Đúng là game mà. Okay, Muji và Mohamed Sly, good luck. Tesla gone, guards gone, fire spirits drill, fireball lead out as well. That of course opens up a lot for Mohamed Light. Motherwitch cycled in the back here to beat that royal ghost and has been such a nuisance, so I like Ghost, lại Ghost, lại Golden Knight, hai con này. Hai con này cứ phải có And it is the Archer Queen versus Knight. Vanky mini PK. Ủa, rất ít người sử dụng mini PK nhá anh em. Hay là mini PK bị ban con mẹ rồi. Ai đó cho tôi biết mini PK đâu rồi. Một thời là mưa làm gió. Where mini PK? Nobody else mini PK. Tại sao lại quên mini PK anh nhỉ? Tại sao lại quên lock bait nhỉ? Muji có lợi thế mà cuối cùng là nếu mà game này Mohamed thắng, Mohamed Light thắng thì chúng ta sẽ quay trở về cân bằng 50-50. What's going on, Muji? Fisherman kéo vào rồi con Pekka chém một phát trên luôn. Đấu trường của những đồng tiền. Mình đến Pekka vào đây sợ bay màu. Sao vào đây thì Muji lại ta lại bị bất lợi thế thế nhỉ? Bên kia Royal Dragon rồi, Fisherman thì đi cùng Royal Dragon rồi. Fisherman không ai đi cùng Goblin Barrel. Lightning! Rồi, good defense. Không dùng Ram Rider, Electro Wizards, Ghost. Đúng rồi, control được game này đấy. Tuy nhiên thì Golden Knight bình nguy hiểm. Golden Knight. Lock đâu? Cần một cái lock. Đúng rồi. Đẩy hay quá. Ram Rider chói con Rider Zion lại. Tuy nhiên bước một phím nữa. Mày chết đi nào. Nếu đi được. Rider Zion không còn đi được anh em ạ. Thật sự ảo vãi nồi. Hello. Rider Zion cannot move. Cannot. Ôi. Lightning. Yes, good lightning. Hey, go check. Ôi, đánh sung quá mạng của Muji lag rồi. Không nhìn thấy mặt nữa cơ. Hơi căng. Ram Rider không vào được trụ. Ôi, Roy Hawk kìa. Lightning. Good. Okay, balance damage. A 50 second left. Fishboy. Không Ram Rider không vào được trụ. Uầy. Fishboy làm gì đi? Ram Rider Pekka tuần này hơi chậm rồi. Lightning Muji. Oh crazy. Last lightning.
Ui ui ui, các bạn hãy nhìn cái mặt của Mohamed Lai kìa, máu lên tận não rồi. Nóng nóng nóng, không thở nổi. Oh, buộc big grand final. Game, let's go, Muji and Mohamed Lai. One game, $100,000. One game, $100,000. Earthquake cycle, rocket cycle. Okay, on spell cycle. On spell cycle. Ui, máu thằng kia lên não kìa, đỏ mặt. Bowler. Time to bowler. À, để Ryan Hawk đấy, để Ryan Hawk đấy. Time to bowler show. Lumberjack, ui, Balloon Fiji. Balloon Fiji. Exactly, Balloon Fiji. Balloon Fiji. Ồ, deck này rất ít người dùng. Ok, Roy Hawk. Active King Tower. Good. Ôi, be careful. Lumberjack, where Lumberjack? Lumberjack, Lumberjack. We have Lumberjack right now. Lumberjack, Lumberjack, ok, nice. Mất nhiều máu một chút, tuy nhiên thì mình nghĩ là Muji sẽ lộ đảm được tình thế khi mà bên kia có một combo rất chất lượng, đó là Electro Dragon và Fizzy Balloon. Chỉ cần một turn thôi vào trụ thôi thì gần như là sẽ thua. Chỉ cần một turn thôi, một turn của Balloon thôi. Anh em bình tĩnh, Balloon chúng ta sẽ có một cái bài cực kỳ là hiệu, cực kỳ là cả bất ngờ. Không có tornado, chắc chắn luôn. Combo ta rồi, không có tornado. Fizzy. Yeah, exactly. God. Thấy chưa, nói rồi. Chỉ cần một tuần thôi. Bây giờ bowler này. Bowler $100,000. À quên nhầm, Balloon $100,000. Balloon $100,000. No. Mà Balloon $100,000. Balloon Fizzy $100,000. Quả Balloon Fizzy 2 tỷ 4 tỷ 6. So way. Đúng là quá bài chí mạng. Champions Muji. Oh, congratulations Muji. Muji. Congratulations Muji. Ui, facing. Yo, he's very handsome. Congratulations Muji. Congratulations Muji. Emma. So sorry Mohamed Lai. Muji. Oh, I can't believe it. So, mua ngay 13 Pro Max ta, mua ngay. Mua ngay 50 con rồi. Ờ, phải 300 con Pro Max rồi đấy. Congratulations Muji. The best player in the world. But Mohamed Lai, one of the best player. Unbelievable, I can't say it enough. Muji, who did not succeed in competitive play all year, who did not seem like dual mode was his Tokyo mode, comes through on the biggest stage, the most important time. Supercell, ở đâu? Đây, Supercell của Hàn Quốc. World Final. To Supercell headquarters, and only one player in Clash Royale history can ever have what's happening. Bắn pháo hoa kìa. Ở đâu đây? Oh, Phần Lan. Muji. What? Take a picture, guys. Congratulations, Muji. Wow. Áo vãi nồi ạ. Wait. Chụp một bức ảnh xem nào. Wow.
Muji. Wow. Đây là trụ sở của Grand Ryan anh em, à của Supercell anh em ạ. Đấy, cũng không có gì làm bất ngờ cho lắm.